Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế. Băng Phương đang có mặt tại bãi đá Ông Địa của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các bạn có biết tại sao mà bãi biển có tên là bãi đá Ông Địa không? Điều này có một điều gì đó rất là bí ẩn và dường như là rất là linh thiêng đấy. Băng Phương xin mời các bạn cùng Băng Phương đi khám phá bãi biển có tên là bãi đá Ông Địa nhé. Nào, Băng Phương xin mời các bạn. Ai thưa các bạn, một trong những bãi biển đẹp vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ và thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách ở Mũi Né, đó là bãi đá Ông Địa. Ngoài sức hấp dẫn của thiên nhiên, các bạn đến đây sẽ được giải tỏa những thắc mắc xung quanh cái tên rất là ngộ nghĩnh, bãi đá Ông Địa. Về với Phan Thiết, các bạn hãy dành chút thời gian ghé đến bãi đá Ông Địa nhé, ở nơi dừng chân linh thiêng, ẩn chứa nhiều điều kỳ bí đang đợi các bạn khám phá đấy. Các bạn ạ, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến bãi biển này là một màu xanh trong của biển hòa quyện với màu trời, làm nên một khoảng không gian mênh mông, rộng lớn mà rất mát dịu, thanh bình. Cái tên lạ lùng bãi đá Ông Địa của bãi biển này bắt nguồn từ một tượng đá có hình dáng giống Ông Địa đang ngồi nhìn vào đất liền. Và chẳng ai biết từ bao giờ bãi biển này được gọi là bãi đá Ông Địa. Các bạn có biết không, có rất nhiều câu chuyện kỳ bí xung quanh tên gọi của bãi đá này, như câu chuyện một người dân buôn đi ngang qua đây dừng chân lại nghỉ ngơi và cầu Ông Địa phù hộ cho mùa may bán đắt. Vậy là cầu được ước thấy thật, và rồi người này đồn người kia, dần dần có hàng chục, hàng trăm người tới đây cầu nguyện. Bằng lòng tin vào đấng tối thượng, người dân địa phương và cả du khách đã lập miếu thờ để tỏ lòng thành kính. Có thể đó chỉ là một sự ngẫu nhiên của tạo hóa, nhưng bằng sức tưởng tượng đầy tính nhân văn của con người đã tạo ra cho mình một lòng tin, những giá trị tinh thần vững chắc. Thưa các bạn, theo dòng thời gian và biến cố lịch sử, tượng đá tự nhiên hình Ông Địa trên bãi biển không còn nữa, mà thay vào đó là bức tượng Ông Địa mới được tạc lại và hiện đang được thờ trong miếu nhỏ ngay tại bãi biển để tỏ lòng tôn kính của người dân nơi đây. Các bạn ạ, bãi biển này tới nay gần như là vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, chưa có sự sắp đặt nhiều của bàn tay con người. Những gành đá nổi trên mặt biển với vô số hình thù kỳ lạ độc đáo, những hàng phi lao thẳng tắp tét bờ, những dặng dừa nghiêng mình trải tóc bên bãi đá, những dặng hoa giấy khoe đủ màu sắc bên đường, những chùm nụ hoa bốn biển rung rinh trong gió, những chú còng gió miệt mài xe cát như đùa giỡn cùng sóng biển, và bờ cát trắng chạy dài bất tận lung linh trong ánh nắng. Tất cả như hòa quyện vào nước biển trong vắt một màu xanh, làm bước chân du khách thêm vương vấn, không muốn rời xa một chút nào. Thưa các bạn, nói đến tạo hóa là nói đến tự nhiên, nhưng tự nhiên ở đây như một sự cố tình để con người phải thầm cảm phục. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay ven. Rất là
thiết không chỉ để khám phá biển khơi mênh mông kỳ vĩ, mà đó còn là một chuyến hành trình để hiểu hơn về những giá trị nhân văn sâu sắc, về lòng tin của con người với biển khơi muôn đời còn tồn tại, dù rằng người ta không biết nguồn gốc của lòng tin bắt đầu từ đâu, từ khi nào. Các bạn thân mến, ngày nay bãi đá Ông Địa không chỉ hấp dẫn du khách thập phương mà còn là phông nền lý tưởng cho album hình cưới của nhiều đôi uyên ương. Chụp hình cưới ngoại cảnh ở bãi đá Ông Địa để ghi lại những phút giây đùa vui với biển, dạo chơi trên cát hay cùng ngắm hoàng hôn trên mỏm đá sẽ làm nên từng trang ảnh lãng mạn ngọt ngào để mãi về sau, từng khoảnh khắc ấy vẫn còn in sâu trong tâm thức mỗi con người. Một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, ngồi trên mỏm đá ven bờ và dõi mắt ra đại dương bao la để ngắm nhìn toàn cảnh biển trong ánh chiều tà, khung cảnh này đã làm sao lòng biết bao thi sĩ. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nghĩ đến anh cả trong mơ còn thức. Hay khi chiều hôm gọi những đoàn thuyền, tia nắng chót nhuộm từng đợt sóng, tắt tắt dần tôi ngỡ biệt nghiêng. Không chỉ ngắm sóng, không chỉ ngắm thuyền khi chiều về, du khách còn được thoải mái tổ chức những trận bóng giao hữu trên bờ cát vàng mịn. Và khi màn đêm buông xuống thì các bạn lại tha hồ được trải nghiệm và thưởng thức những món ăn hải sản do chính tay các bạn nướng thơm phức ngay trên ven đường bên bờ biển. Ít nhất một lần đến với bãi biển có tên bãi đá Ông Địa các bạn nhé, để các bạn tha hồ check in cho mình những tấm ảnh đẹp lung linh rạng ngời mà không chói lóa các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy là Băng Phương đã cùng với các bạn đi khám phá tham quan bãi đá Ông Địa dọc bờ biển này rồi. Như vậy là các bạn cũng đã hiểu được tại sao bãi biển có tên là bãi đá Ông Địa, đúng không ạ? Rất mong các bạn tiếp tục theo dõi, ủng hộ, đăng ký kênh Băng Phương ZM Tiềm Ẩn để Băng Phương có thêm động lực tiếp tục đi đến nhiều nơi và tiếp tục làm những video giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam mình tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Poquito a poquito. Hasta provocar tus...